Nhiều nông dân ở xã Long An, huyện Long Hồ vừa cân lúa xong ngay tại đồng. Giá bán lúa vẫn giữ ở mức cao như lúc thương lái đặt tiền cọc nên bà con rất phấn khởi. Anh Nguyễn Văn Mười vụ này sản xuất 1 hecta do lúa trúng mùa nên anh ước tính lợi nhuận đạt được hơn 20 triệu đồng. Thu hoạch vô 1.000 m vuông thì nó cũng được 30 giả. Giá bán thì cũng được 119 là nó cao hơn tất cả mọi năm luôn rồi cái đồng lời tính chi phí ra cũng còn trên 2 triệu cao hơn mùa đông sưng nhiều những trà lúa đang thu hoạch hiện nay đã được thương lái đặt tiền cọc cách đây khoảng nửa tháng trong đó giống gieo xạ phổ biến nhất là giống OM 5451 có giá từ 118.000 đến 120.000 đồng một dạ tức từ 5.900 đến 6.000 đồng một ký Thu hè thu thì cũng công khoảng chừng triệu 2 triệu rưỡi trở lại à. Thì vụ này nó cũng thêm được vậy nó cũng đỡ cái giá tiền nông dân chút. Khảo sát ở nhiều cánh đồng thuộc huyện Tâm Bình và Long Hồ, nông dân cho biết trà lúa đang thu hoạch cho năng suất khoảng 6 tấn một hectare, vượt trội hơn những trà lúa đã thu hoạch trước do vụ này sâu bệnh hại ít phát sinh. Mặc dù năng suất lúa qua các đợt thu hoạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có khác nhau, nhưng trung bình đạt khoảng 5,64 tấn một hecta, cao hơn kế hoạch của ngành nông nghiệp đề ra là 5 tấn một hecta. Giá lúa từ đầu vụ đến nay luôn ở mức cao, giúp nông dân có thêm điều kiện tái đầu tư vụ tới và chi tiêu sinh hoạt. Đây cũng là động lực để nông dân tiếp tục đầu tư sản xuất vụ lúa đông xuân, vụ lúa chính trong năm 2020-2021 sắp tới.